chữa cái đầu này trước là mình chữa đúng không? Chữa đầu này là dài đây á, chữa đầu này là dài đây nè. Sao đâu, điện lực bà con đó mà. Cái hình con ơi nó đó. À, nội ngoại còn lên mà nghe tổng. Cháy dây điện anh em ơi, quá trời luôn. Con trên mới nặng, con trên mới lớn á. Chạy cho tới. Nó còn lên hơi là nó à. I don't know.
rồi hết. Cho tôi đứng ở trên đi cha, tôi sẽ không tới giống mãi nữa. Cái bệnh mạnh là tới chân à. Biết mạnh không? Xịt mạnh luôn đi, xịt mạnh tới tới. Bên kia nào, bên kia nào. Đó cộng miếng đó. Đụng trên đó, trên đó. Đó cộng miếng đó cho nó ăn luôn. Ừ. Ờ rồi đó, ừ. Rồi trên luôn. Rồi qua trên. Đó. Ừ, ừ. Xịt luôn, xịt mạnh luôn á tắc à. Rồi, qua đây luôn. Chịu nổi rồi. Ờ đứng dưới xịt lên được rồi. Rồi xong. Nó bám vô dây ra nó cháy không nổi đâu. Hết mình. Vẫn chưa xong. Lấy nước tạt ra được. Không, mình bột này mới hay là mình bột mới tắt. Nước tạt cháy dữ nữa. Để lấy mình đó. Rồi vậy là chút xíu nó cháy rồi. Rồi mới làm món này cây nốt rồi đó. 5 giờ mới kè bên kia nó còn chết bên kia cũng có người điện được cái gì vậy? Có chưa có điện mà sao nó giờ chủ yếu là công an xã điện thì chỉ có công an xã điện mới qua lẹ dạ thôi đấy. Chứ nó mới xác định được cái dài đó nữa rồi cái cháy ngồi mà ở trong đó nó cũng còn sẹt sẹt đúng không, mà cái này trời mưa xuống là nó chập nó cháy liền. Rồi giờ chạy đi mượn cái đâu có không? Cái lỗ mượn. Mượn là có. Lãnh đạo giờ xây mỉm giờ này. Chỗ nhà là không có bình hết. Công an mấy bình hết rồi, nhiều lắm. Mấy bình nó hư hết trơn luôn rồi. Hư. Còn sợ, nãy mà đem lên một lượt một vòng chừng tắt rồi đó. Đem lên từng cái không. Lấy tao xịt hết rồi. Quẹt xịt gì tôi thấy có xíu rồi hết. Không có bình nó đâu xịt được nhiêu. Tại cái bình CO2 độc xịt gần thôi, còn bình bột con nước bình xịt xa thôi. Mà bình xịt này xịt bột hay hơn. Xịt bột cũng tắt. Nó có 2 bình bột à. 3 bình bột à. Tại cái đó có xả không đó hả? Ừ. Xịt cái hướng đằng này này xịt là lợi á. Con xịt ngay chân trung tâm luôn đi. Chưa có đỡ dép đau. Lâu quá. Dép mà má. Giật mạnh nó ra mới bóp được. Tắt máy đi. Đúng luôn, ừ. Đúng luôn. Nhắc rồi. Ừ, hết chịu thôi chứ. Không tắt nổi. Quá trời. Ờ, điện lực qua nè. Có điện lực qua rồi.